Rồi. Ok. Này đồ ăn ca chủ nhờ nè. Hồi xưa này có thể nằm bên ngoài. Bây giờ vô bên trong. Giờ mình đi vào máy bay thôi, mình sẽ đi Phoenix. Hello. 3456. Nó còn vô mà. Yeah. Which one, Kaden? Which one? Go, 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 grab. Chị phơi cái đèn này phải không? À, mình đang đi trên đường ra lấy xe. Mình đang lên tram xe điện để đi ra. Ok, bây giờ mình đi vô tiệm ăn da vàng. Da vàng restaurant. Nhà hàng da vàng. Hay lạ nha. Đó, này là tô xà lửa da vàng. Khủng khiếp chưa? Oh, tô này bự lắm á. Ok. Tô này. Nạm bò viên. À. Chỗ này cũng hơi lạnh nè. Vô trong núi rồi. When I fall and when I cry, who's there to pick me up? When all of my tears are running dry, who'll take me back to the top? Sau mấy tiếng chạy quanh vòng vòng trên núi, bây giờ mình đã tới khách sạn rồi. Oh man, xa quá trời luôn. Tối nay mình sẽ cao đao nữa gì ở khách sạn đây. Ok, mệt quá, lái xe mệt quá, giờ mình đi vô coi khách sạn này là gì đây. Ok. Chỗ này ấm nè. Nhiệt độ ở đây giờ có 4 độ C thôi nha mấy bạn. Ở đây đẹp à. Có lò sưởi luôn. Quá ấm luôn. Nice.
trải nghiệm thực tế, phải trải nghiệm thôi. Hôm nay hey, ngồi xuống chụp tấm hình chơi cho. Hey, bây giờ mình đi vô phòng check in rồi. Inside hotel, mai mình sẽ đi một chiếc xe lửa này nha, đi ngắm Grand Canyon. Ok, mai các bạn follow mình nha, mai đi ngắm đẹp lắm á. Nó rất pro rồi. Ok, go. Go inside. Mình lại được cái phòng share room không? Ở ngoài này nó dựng nguyên cái đầu xe lửa nè. Đó. Cho người ta chụp hình. Đó. Nguyên cái chỗ này. Chỗ này rất là lạnh nha. Hiện tại giờ chỉ có 4 độ C thôi. Chỗ này có thể xuống thấp hơn á. Có thể âm 1 2 độ F á, 1 2 độ C. Hơi lạnh quá, có tuyết nè. À, tuyết này mới ít thôi. Yeah. Chỗ này có thể đổ hơn. Đây có tiệm gift shop bán đồ lưu niệm, mà vô coi thử bán gì đây. Mặc dù Giáng sinh đã hết rồi, trong này vẫn còn không khí Giáng sinh. Cái khung hình như chỗ nào cũng hay bán những cái đồ sâu chìa khóa nè. Really? Ờ, ở này đi ai muốn gửi thơ cho ông già Noel nè. Nó nắp khô. Santa Mail. Đây. Quang cảnh ban đêm ở khách sạn của mình nè. Nó đẹp ha. Là cũng trang trí đồ đó, trang trí sương sương thôi đó. Đó. Trang trí vậy thôi à, không có nhiều. Đèn đuốc sơ sơ ha. Đây Christmas, Merry Christmas. Này mà không có gió thì đỡ, chứ có gió thì lạnh. Đây là một tiệm bán đồ trang sức, đồ lưu niệm. Đây mật ong, phải mật ong không ta, syrup. Đây sẽ là buffet Grand Canyon. Đâu xe lửa đâu? Có xe lửa thiệt ha. Đó, bây giờ mọi người đang chờ đợi ăn buffet. Mình được ngồi gần ngay cái lò sưởi ấm quá. Giờ này có tờ gắn một chiếc xe lửa chạy lòng chơi ha. Chơi. Đó, mọi người đang chờ lại lấy pasta nè. Đó, có người sớp luôn. Alright.
Ok. Hôm nay có bánh này. Nhiệt độ chắc còn có 1 độ C cống rồi, dân Cali không thể nào chịu lạnh nổi được. Lạnh 1 độ C à. Đây, đây là chuyến tàu của mình nè. Nay mình sẽ đi tàu lửa thăm Grand Canyon, đi một vòng Grand Canyon bằng train. Ok, mình đã boarding. Lạnh quá. Lên tàu rồi. Ok. Mình đang đi ngang như những cánh đồng vàng cây xanh tươi. Và có một người lên tàu đơn cho mình nghe. Ai vậy vậy? Enjoy ca nhạc. Tuyết quá trời. Quay. Wow, vô Grand Canyon nè. Tuyết đổ tầm tã luôn. Nè tuyết phủ nè. Hay chưa? Wow, tuyết rồi nè. Trời ơi. A lot. What? Ủa này mà gặp có gió nữa thổi. Rồi gì mà coi nè. Oh my god. Trời ơi. Ủa cái này ở ngoài gió nữa chứ không phải bình thường nha. Cái này là không dạng rồi nó mang cái này. Bắt không kịp nữa. Sao nằm bên sai này không vậy ta? Mình phải ngồi bên này mình me nó mới được. Ngay gần nhà người ta luôn. Khu này có đia nè, ngon lành luôn. Buồn buồn lấy súng đi săn đia về ăn. Ủ này. Cái này hồi lên dày lắm này, hụt dạng giống bão tuyết không hả? Không. Chưa phải bão hả? Ở bên. Thấy đường. Bên kia em có thấy bão tuyết chưa? Chưa, nhưng mà cái này là bình thường. Oh no. Trời ơi, coi nè, tuyết nè, đổ nè. Hụt. Đó. Kinh khủng không? Đó, ghê. Kinh khủng. I know. Ok. Hả? Bão tuyết kìa. Kinh khủng. Mang hỏi rồi. Ơi, coi cái alo không, cái đó không có sao. Này là không thấm thía gì ha. Cái này hồ chạc bỏ tiếng à. Đó.
cái này khoái nè. Dân Cali lần đầu trải nghiệm bão tuyết. Ngoài kia đi rồi. Rồi. Hay là bình thường. Cái này trải nghiệm độc đáo. Cái này Việt Nam kia không có. Này giống như dân Eskimo quá. Này thật dân Eskimo quá. Chưa. Từ. Đợi như Quỳnh, lên coi. Đi người. Ok, vậy lên. Chiếc này hả? Ok, Grand Tour. Mình đi thôi. Happy New Year. Who's first time here? Welcome to one of the 7 wonders of the world. Ok. Wow. Đâu rồi? Chụp đi. Đẹp quá. Beautiful. Wow. Tuyệt. Wow. Beautiful. Tuyệt quá luôn. Ok. Giờ sẽ bớt mình nó cho mình ăn trưa ở đây ha. All you can eat. Sợ ở đây rồi, hồi mình vô tí mình vô Grand Canyon. Ok. Hay à. Tuyết à. Đã chưa? Tuyết trắng xóa luôn. Đây, đứng đây nè, mới chụp mới đẹp nè. Đứng chỗ này đi. Đứng lại đây chụp. Ok. Không, hình như đổ tuyết này thì không có lạnh lắm. Wow. Chụp này. Này là trải nghiệm thực tế nè. Cô có thể lên đây cô coi được Grand Canyon đây nè. Ở đây nhìn xuống nè, cô lại đây, quanh đây nè. Đẹp không? Không thấy gì luôn hả? Mà chỗ này là chỗ mà mình nhìn Grand Canyon đó phải không? Oh my god. Grand Canyon dưới đây. Mà bây giờ về là không thấy gì hết. Can't see anything. Ok. Sau lưng là There's nothing. Yeah. Can't see anything. Tuyết xóa. Go. Chim chặt nha. Què đi. Quá đẹp. Hotel nào vậy?
một vòng ra ngoài Grand Canyon mà. Ủa này chỗ nãy ta. Nhà đẹp à. Wow. Dạng bão tuyết à. Chắc chưa bão tuyết, bão chắc chưa. Đó, hai đứa đây. Đó hắn qua đây hả? Đây là cái view đẹp á. Đọc thì đó có bức tường nè. Này, dưới đây là Grand Canyon nè. Đó. Nhưng mà dưới đây là completely. Có gì thấy vậy đó à. Can see everything. Đó. Đó Grand Canyon nha mấy bạn. Có một gọi là tuyết trắng xóa. Snow. Đó. Thấy gì hết luôn. Thấy những cái ngọn cây dưới đây thôi nè. Chứ nếu mùa hè chắc có lẽ là thấy rõ đẹp lắm. Đỏ nguyên một cái vùng ở bên kia luôn. Wow. Này. Ủa quá. Đây là khách sạn cho người ta ở nè. Chúng ta ra ngoài Grand Canyon để xem. Buổi sáng rồi. Giờ ai nằm lăn dưới đây đi, lăn xuống. Nằm mà lăn với tuyết. Thấy gì không? Thấy đường khúc á. Khúc chỗ này nè. Wow. Nguyên một cái này bự. Run. Tự nhiên muốn hát bản Người Tình Mùa Đông quá. Tuyết này là tới tối là nó cao lắm. Có tình thiếp á, đại khái vậy. Oh,
Thôi nè, tiếc à, kinh khủng không? Đó, nó đóng phải, đúng rồi, không sao ra được. Trời ơi, man, what the... Damn, man. That, đóng băng luôn rồi. Đây, hoàn cảnh buổi sáng. Sao hôm qua đêm mưa, à đêm tuyết đổ quá trời. Cái nóc nhà nè, ghê khổng luôn. Hôm qua tuyết đổ nguyên đêm luôn. Xe hồi nữa là phải ra cầu tuyết để coi xe mình kìa. Ok, giờ mình phải xuống mình cào tuyết. Khi để trên phòng là lấy khi ra không? Tiếc cái giày ghê không? Nó mình cạo. Đó. Oh man. Sáng tiểu ban tuyết. Tao phải làm gì đây? Này hả, hồi đêm qua nó đổ như giờ đóng băng đó. Lúc tuyết dày ghê không, nói cho mấy nhà dính hết luôn. À, tuyết này nè, mấy ngày này sáng dậy là cào teo luôn. Tuyết không lạnh nhưng mà trời mưa xuống hồi chắc lạnh á. Trời nguyên đêm mà đóng băng hết trơn này. Bữa giờ mình có chụp hình chiếc đò nước Mỹ gì. Head northwest on North Tabor Street toward East Bill Williams Avenue, Grand Canyon Avenue, then turn left onto East Bill Williams Avenue. Buổi sáng có chiếc xe kia nó chạy, nó cào tuyết sớm. Đây là Arizona.
lên slide xuống đã. Rồi đi về thôi. Rồi mình đã về tới Orange County sau một cái trip đi tuyết quá dữ.